mùng 6 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Môn đồ Pháp Quyến đã cử hành lễ truy niệm và phụng tống Kim Quan cố ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, viện chủ chùa Phước Huệ, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện An, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Thích Phước Thông, chứng minh Ban trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ni trưởng Thích nữ Như Như, đồng phó phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý chư tôn đức tăng ni trong tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang cùng các tỉnh bạn về chứng dự. Về phía chính quyền có ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Châu Văn Tài, trưởng ban tôn giáo tỉnh, cùng quý lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Sa Đéc cùng về tham dự. Trong buổi lễ đối trước chư tôn đức chứng minh, trước giác linh của ni trưởng viện chủ chùa Phước Huệ, ni trưởng Thích nữ Như Huệ đại diện môn đồ Pháp Quyến dâng lên đôi dòng tiểu sử và hành trạng của ni trưởng ân sư, ni trưởng Thượng Như Hạ Ngọc, thế danh là Chế Thị Ri, pháp danh Diệu Đạo, Quý Chân Niệm, hiệu Giác Ngọc, dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 41, sinh ngày 29 tháng 7 năm Đinh Tỵ năm 1917, tại Thủ Ô, thuộc tỉnh Sa Đéc, nay là ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ni trưởng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung nông nho giáo, nhưng lại có tâm kính tin Tam Bảo. Ni trưởng xuất gia tại chùa Kim Huê, được sư cụ cho phép cùng lúc truyền giới Sa Di Ni và Thích Swamana vào năm 1943 và thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Kim Huê, sau đó tu học tại chùa Phước Huệ dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Như Hoa. Năm 1960, Ni trưởng thành lập trường Bồ Đề nhằm đào tạo đội ngũ kế thừa cho giáo hội có đủ trình độ văn hóa, trình độ thế học, giúp ích cho việc nghiên cứu Phật Pháp. Với tinh thần truyền đăng tục diệm, Ni trưởng luôn nuôi dưỡng và phát huy hạnh nguyện tiếp độ chúng ni. Nhiều vị ni xuất thân từ ni trường Phước Huệ hôm nay đã thành công trong những Phật sự, công tác giáo dục Hoằng Pháp, lãnh đạo ni giới. Là bậc đạo cao đức trọng, Ni trưởng thường được suy tôn và ban chứng minh Hòa thượng đàn đầu các đại giới đàn trong tỉnh. Năm 1989, trường cơ bản Phật học, sau này là Trung cấp Phật học Đồng Tháp được thành lập. Ni trưởng đảm nhận chức vụ hiệu phó, phụ trách cơ sở ni tại chùa Phước Huệ và cơ sở này vẫn được duy trì cho đến hiện tại. Ni trưởng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội như nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 3, khóa 4, khóa 5, nguyên Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa 1, 2, 3, 4, 5, chứng minh phân ban ni giới Trung ương, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Đồng Tháp, nguyên hiệu phó trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, viện chủ chùa Phước Huệ. Do niên cao lập trưởng, ni trưởng đảm thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 1 tháng 5 năm 2022, trụ thế 106 năm, 80 Hà Lạp. Cuộc đời và đạo nghiệp của người là một tấm gương sáng ngời về giới đức trang nghiêm, bao dung từ ái để hàng môn đồ tứ chúng nương theo trên con đường tu hành và phụng sự nhân sinh. Tiếp đó, ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện ban tổ chức dâng lời ai điếu trước giác linh. Hòa thượng Thích Chân Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, ban lời đạo từ, dàm sách tấn đến môn đồ Pháp Quyến, dàm Phật tử, sau sự ra đi của ni trưởng ân sư viện chủ chùa Phước Huệ. Sau đó, ni sư Như Nguyện đại diện môn đồ Pháp Quyến, dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh bạn cùng lãnh đạo chính quyền các cấp thương tưởng đến phúng viếng tưởng niệm trong những ngày diễn ra tang lễ. Và sau đó, ban nghi lễ Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành lễ phụng tống Kim Quan và nhập bảo tháp cố ni trưởng tại khuôn viên chùa Phước Huệ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.